Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính số 1 tháng 12 năm 2021 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những tin tức tài chính đáng chú ý trong tuần và những thông tin chính sách trong lĩnh vực tài chính mới được ban hành. Đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ngành tài chính tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ tháng cuối năm. Tọa đàm trực tuyến về lợi ích của hóa đơn điện tử. Ô tô làm thủ tục trước bạ tăng đột biến trong ngày đầu giảm lệ phí. Mở đầu bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin quan trọng về công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo thị trường này trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư. Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Bộ kết quả, đồng thời xử phạt nghiêm, công bố rộng rãi các vi phạm. Trường hợp xác định có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì khẩn trương chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý. Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp phát hành với quy mô lớn so với vốn tự có, không có tài sản đảm bảo và nhiều đợt. Mặt khác, Bộ trưởng chỉ đạo phải đẩy nhanh việc ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch trái phiếu riêng lẻ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để vận hành hệ thống giao dịch thứ cấp trái phiếu riêng lẻ. Cũng tại văn bản này, Bộ trưởng giao Vụ Tài chính Ngân hàng, cơ quan liên quan tập trung phối hợp với Ủy ban Chứng khoán hoàn thiện pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng như tăng cường thông tin tuyên truyền cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư. Sáng ngày 3 tháng 12, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2021, kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 12 năm 2021 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà. Theo Bộ Tài chính, tính đến 30 tháng 11, thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 103,69% dự toán. Trong đó, thu nội địa 11 tháng đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, đạt 105,9% dự toán, vượt hơn 65.000 tỷ đồng, bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội. Có 46 trên 63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu, tuy nhiên vẫn có 5 địa phương có số thu thấp như Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 209.000 tỷ đồng, bằng 117,44% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt hơn 1.268,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể, cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng có thặng dư. Tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 26 tháng 11 năm 2021 đã thực hiện phát hành được hơn 288.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28% một năm. Kết luận cuộc họp giao ban, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị các đơn vị thuộc Bộ lưu ý triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch cơ chế chính sách, tập trung thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước đề ra trong năm 2021. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có buổi làm việc với ông Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Châu Á tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến thư không phản đối đối với hoạt động đầu tư tư nhân của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cũng như giải quyết vướng mắc trong việc xác nhận tại thông báo miễn giảm thuế theo điều ước quốc tế đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á. Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề miễn thuế khấu trừ cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và đã có văn bản trả lời Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này. Theo đó, việc thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á về nguyên tắc phải thực hiện theo quy định của pháp luật, căn cứ vào các thỏa thuận mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Sau khi giải đáp cụ thể, chi tiết đối với các đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á liên quan tới vấn đề ban hành quyết định về phát hành thư không phản đối đối với hoạt động đầu tư tư nhân của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Ngân hàng Phát triển Châu Á phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục xin ý kiến không phản đối của Chính phủ Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam khẳng định, thời gian tới, Ngân hàng Phát triển Châu Á sẵn sàng làm việc chặt chẽ hơn để giải quyết các vướng mắc của dự án đang triển khai. Đồng thời, Ngân hàng Phát triển Châu Á cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam cùng nhau nỗ lực để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của các dự án đang triển khai ở Việt Nam. Cũng trong ngày 1 tháng 12 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã hội đàm trực tuyến với ông Kelly Kelhoff, Giám đốc Quốc gia Công ty Tài chính Quốc tế IFC, phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia. Tại điểm cầu Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao vai trò của IFC trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc IFC đã có sự chuyển hướng đầu tư vào các doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam. Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc chuyển hướng của IFC từ đầu tư FDI sang đầu tư nội địa, kể cả việc hỗ trợ cho chính quyền địa phương và khu vực tư nhân, điều này chứng tỏ vai trò và vị thế của IFC trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Phát biểu tại hội đàm, ông Kelly Kelhoffer cho biết, tới đây IFC sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính Việt Nam về chương trình phát triển thị trường này. Tuần qua, Bộ Tài chính đã tổ chức các buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao các quyết định này. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, ông Triệu Thọ Hân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA của Bộ Tài chính. Chiều ngày 2 tháng 12, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn, cùng với tập thể ban lãnh đạo các đơn vị phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng vì mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, góp phần cùng với toàn ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp sau đây sẽ là những thông tin về các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực tài chính đáng chú ý trong tuần. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 101 về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, giá trị dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 10 triệu đồng, chứng quyền có đảm bảo là 5 triệu đồng. Thông tư số 101 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 104 năm 2021 hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu. Theo thông tư, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm tổ chức theo dõi, nắm bắt và đánh giá tình hình thực hiện thực tế tại đơn vị, kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để có cơ sở xem xét điều chỉnh cho phù hợp theo quy định, chịu trách nhiệm về báo cáo của mình. Thông tư 104 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Quý khán giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các văn bản chính sách trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Và sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý khác của ngành tài chính trong tuần. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký ban hành chỉ thị số 02 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại chỉ thị này, Bộ trưởng đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực bám sát diễn biến giá cả thị trường, thường xuyên đánh giá, dự báo cụ thể để có biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường phù hợp, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả. Đồng thời với đó là tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, chủ động sử dụng nguồn dự trữ quốc gia để ứng phó kịp thời các tình huống. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả, tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2021, Thời báo Tài chính Việt Nam đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Lợi ích của hóa đơn điện tử.
Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành thông tư số 78 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123 năm 2020. Để thực hiện theo quy định của luật, Tổng cục Thuế đã xây dựng lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn và đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, triển khai tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, thực hiện tại 57 tỉnh thành phố còn lại. Hiện giai đoạn 1 đã chính thức được triển khai từ tháng 11 và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân và doanh nghiệp. Để chính sách quản lý hóa đơn điện tử được hoàn thiện như hiện tại, ngành thuế đã trải qua thời gian khá dài để hoàn thiện các quy định liên quan, cũng như đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng trong thực tế. Kể từ khi mà công bố cái hóa đơn điện tử áp dụng trên 6 tỉnh thành phố đến nay, thì từ ngày 21 thì như quý vị đã biết, thì theo cái hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục thì đã tiếp nhận là thông đăng ký của khoảng 40.000 doanh nghiệp đăng ký áp dụng cái hóa đơn điện tử. Có khoảng là trên 81.000 cái hóa đơn điện tử đã được lập. Đấy thì qua cái việc triển khai này thì về cơ bản thì đã đáp ứng tất cả các cái điều kiện cũng như cái yêu cầu đặt ra mà các luật quản lý thuế Nghị định 123 và thông tư 78 đã quy định. Tuy nhiên thì cũng trong thời gian bước đầu thì cũng có một số cái vướng mắc liên quan đến đường truyền và phần mềm của Tổng cục Thuế cũng như là các cái tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, rồi tổ chức nhận truyền, lưu trữ cái hóa đơn điện tử này thì cũng đã thường xuyên nâng cấp cái ứng dụng và giải đáp thường xuyên những cái thắc mắc của người nộp thuế và kể cả những cái cơ quan thuế tại 6 địa phương này để cho cái việc triển khai hóa đơn điện tử được thông suốt. Về cơ bản là đã đạt cái kết quả như đã đề ra. Áp dụng, triển khai áp dụng cái hóa đơn điện tử trên toàn quốc là một cái chiến lược quan trọng, chắc chắn nó sẽ tác động đến cái thói quen sử dụng từ trước đến nay. Nhưng mà điều chúng tôi có thể thấy được rằng là thường những doanh nghiệp nào mà cái mức độ quản trị tốt, những doanh nghiệp nào mà chuyển đổi số sẵn sàng thì họ rất ủng hộ cái giải pháp này, bởi vì giải pháp này nó sẽ mang lại cho họ nhiều lợi ích, nó tiết kiệm chi phí, nó có thể tích hợp vào cái hệ thống quản trị của họ, ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, cho nên nó rất là thuận tiện và tăng cường cái khả năng quản lý của chính doanh nghiệp, bởi vì nó mang lại cái lợi ích cho chính doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp tự động hóa, đó, rồi giúp cho doanh nghiệp thực hiện, nó mang tính chất là không quản khách. Đấy là những cái lợi thế rất là lớn, và từ đó thì giúp cho doanh nghiệp có lợi thế về mặt chi phí. Một cái điểm nữa là gì, tức là thay đổi cái trải nghiệm của khách hàng đó. Và điều quan trọng tiếp theo nữa đó là cái sự an tâm của người nộp thuế. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1 tháng 12 đã đạt mức 11.286 xe ô tô, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11 năm 2021. Vừa qua, chính phủ đã cho phép giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, remorque hoặc semi-remorque được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Việc giảm lệ phí trước bạ sẽ làm giảm đáng kể chi phí lăn bánh một chiếc xe ô tô mới được lắp ráp trong nước. Ngay ngày đầu chính sách này được áp dụng, các cục thuế địa phương đã phản ánh hiện tượng lượng người đến đăng ký nộp lệ phí trước bạ mới tăng đột biến, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11. Để giảm thời gian làm thủ tục và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tránh ùn tắc, Tổng cục Thuế đang đề nghị các tổ chức cá nhân, người dân, doanh nghiệp sau khi khai lệ phí trước bạ và nhận thông báo số tiền lệ phí trước bạ phải nộp thì thanh toán điện tử tiền lệ phí trước bạ bằng mã hồ sơ trên thông báo hoặc tin nhắn của cơ quan thuế qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán như Internet Banking, Mobile Banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế. Riêng đối với Cục Thuế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện khai trực tuyến, người nộp thuế lên Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khai điện tử, tờ khai lệ phí trước bạ. Ở phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một tuần giảm mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản. Chỉ số VN Index đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 1.443,32 điểm, giảm 3,33%. HNX Index đóng cửa tại 449,27 điểm, giảm 2,04%. Upcom Index đóng cửa tại 112,11 điểm, giảm 1,95% so với tuần trước. Thanh khoản nhìn chung giảm trên toàn thị trường, nhưng trái chiều giữa các sàn giảm 10,05% và 7,8% trên HOSE và Upcom, tăng 1,5% trên HNX. Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh ở mức 3.300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tuần trước. Thị trường giằng co tăng giảm đan xen trong phần lớn thời gian của tuần, ngoại trừ phiên giảm rất mạnh vào cuối tuần. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong vòng 3,5 tháng, đã xóa sạch thành quả một tháng vừa qua. Độ rộng thị trường phản ánh áp lực bán diễn ra trên diện rộng, trong đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bị chốt lời mạnh mẽ khi quay lại retest mức đỉnh cũ. Do vậy, khả năng thị trường chung vẫn còn chịu áp lực chốt lời ở 1 đến 1,5 phiên ở các phiên đầu tuần sau, và dòng tiền sau đợt giảm này có khả năng sẽ quay lại nhóm cổ phiếu Blue Chip.